VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Hóa ra là sang bên đấy là còn thuyết phục đội trưởng. Bên anh em bảnh à? Anh em bảnh thật. Đúng được, anh em hơi bị bảnh. Thì thí dụ như này, thí dụ như là anh Song Luân bước vào đi, thí dụ anh không thích anh Song Luân, anh không muốn về Song Luân, anh sẽ đi ở đây. Anh đứng đằng sau. Không, nhưng mà anh ấy chọn anh luôn thì anh cũng không không được từ chối nữa rồi. Ừ, nhưng mà mình có biểu cảm cho anh, nhiều khi anh cũng bực. Đúng rồi. Vâng, anh sẽ không chọn mình. Vâng, em nghĩ là cũng cố gắng đi. Xin chào mừng các bạn đã đến với đảo hoang của chương trình Anh Trai Say Hi, và mình sẽ cùng review căn phòng này ha. À, hiện tại thì ở đây khá lạnh lẽo. Tại vì em review nên không gian em cũng đó. Hơi gọi là buồn đó, có một cái sự thất vọng. Hôm tặng cho tôi một bài hát free, không nói nhiều. Chốt. Dương ơi, hôm nó mới tặng anh một bài hát free ấy, không biết ý em sao? Đấu với nhau đi, hai bài. Tặng một bài free luôn á. Rồi tới mày á, hai bài. Chưa, chị em nghĩ là cùng tặng rồi, em tặng chưa đó. Em á? Ba bài. Wow. Vậy thôi, các em tôi chỉ vậy thôi. Quay xong em qua nhà anh làm bài. Wow. Tiền phí như nào em? Sao nó tình cảm đợi lâu quá vậy? Tình cảm thôi. Tình cảm đem chu giá thôi. Thấy chưa? Nên gíp sao nhỉ? Dạ. Gíp sao em? Anh tổng gì là em cho anh đó hết. Bọn anh trông ngon đi gắt từ trong ra ngoài. Đăng đề tài. Cứu tôi. Thiện lắm mà, trời đất ơi. Không lẽ mình sẽ chẳng bao giờ tìm đến nhau. Uầy, mấy anh em từ chối nữa, nghe giọng Vũ Thịnh rồi. Nghe giọng Thịnh à? Rất nhiều anh em từ chối, chứ không phải chỉ có bóng ta. Ra đảo à? Anh là từ chối hay sao? Thì em nghĩ sao anh có mặt ở đây? À không, bên này có hai chào người. À, là bên này khác đúng không? Ừ. Rồi, tôi chào nhau trước. Xin chào, anh là chào mừng nào? Đến đảo hoang. Mọi người là... Em từ chối. Em từ chối. À. Em từ chối hay sao? Tức là đội trưởng chọn anh, nhưng mà anh từ chối. Thế là mọi người có giá hơn em rồi. À thế thì em qua khu bên này. Em qua khu này ngồi với anh. Bên này. Thế à? Khu bên này đã đưa những ánh mắt rất rất khao khát nhưng không ai chọn nha. Không sao. Uầy, thế là em hỏi nha, nó hơi đau là một mình anh thôi. Đâu chưa? À chưa. Đang bốc thăm từng người. Bốc thăm. Thì có anh em bơi sau rồi á. Bốc thăm nữa. Tức là bên này sẽ đưa ra cái lá phiếu của mình, xong anh Thành sẽ random chọn một lá phiếu và sẽ có 30 giây để thuyết phục đội trưởng là mình sẽ về đội của họ có đồng ý không. Nếu họ từ chối thì ra đây. Thế là bên này không có giá bằng em mình. Thế em bảo không có giá bằng bên này, không có nghĩa là không có giá bằng bên khu bên này. Bên này là chọn thuyết phục, còn đâu bên đúng này rồi, là còn random. Bên bọn anh là phải ngồi đội trưởng thuyết phục, đúng rồi, không được bọn anh đẩy đội trưởng đi. Vậy là bên này là ngược lại. Bên này là ngược lại rồi. Đây là cờ đảo hoang đấy à? Đúng rồi. Vậy đi. Anh nhưng mà anh muốn về đội ai mà bị từ chối? Anh vào đội Hiếu thứ hai. Nhưng mà Hiếu thứ hai từ chối. Thế hai anh em bắt tay đi. Hai anh em bắt tay đi. Mới nãy em cũng năn nỉ Hiếu nhiều lắm mà Hiếu còn hát cả cho Hiếu nghe. Mà Hiếu vẫn từ em chối. Đứng hát cả buổi luôn. Em hát luôn. Xong rồi lúc nhảy không có chỗ nhảy, chứ không là em cũng nhảy luôn rồi. Mà Hiếu cũng không chọn. Không, chúng mình ở bên này vui á. Vui mà áp lực lắm. Căng nhờ. Rồi mới có một mình. Ê, anh thôi. Giống như để kêu gọi gọi vốn á hả? Vừa nãy anh Sinh vào hỏi anh Tú là anh Tú về đội. Anh Tú không. Tôi từ chối luôn. Ra đảo luôn. Có nghĩa là có giá của mình mà. Anh đi nhanh cực. Vừa vào cái anh đi luôn á, vừa mọi người vừa vào cái anh ra đảo luôn mà. Ủa tính là Thịnh là bị từ chối đầu tiên xong là đi tới đây luôn, còn những người khác là chưa biết luôn. Chưa biết. Thịnh chưa biết ai luôn. Trước em thì là đang suôn sẻ, đến em mà gãy. Trước em là để em nhớ lại em nào. Pháp Kiều về bên Egypt. Quang Hùng về bên Egypt. Anh Song Luân là anh Song Luân là có hai ngựa chiến nha. Ai? Đức Phúc Eric, chúng mình có nhau. Cặp đôi đấy là về chung anh Song Luân luôn. Bên với Mạnh á. Đấy trước mắt là thế thôi, xong rồi đến em là gãy. Nhìn là gãy ngang. Mà nghe nói là Hiếu thứ hai cũng cho ra đảo nhiều bên này đúng không? Đâu, cho một mình em ra đảo. Mình em
Không, tại vì Hiếu cuối, Hiếu vào cuối, còn đâu mọi người đã bích trước rồi. Vậy bảo anh là không hiểu luật. Thí dụ như là anh sinh vừa tới anh xong anh từ chối là anh tưởng là người khác sẽ làm luôn. Đúng rồi. Thằng Hiếu thứ hai chạy vào. Em cũng tưởng thế, em chạy vào gọi anh nhưng mà đâu có được đâu. Đúng rồi. Tại vì luật hai phòng cũng thế. Luật hai phòng là còn khác nhau nữa chứ có đâu giống nhau đâu. Ok. Với cả phòng bên em là phòng điểm cao. Thiệt luôn hả? Đâu? Phòng bên em, bên này là điểm thấp. Phòng bên em là điểm cao, phòng bên sỏi đá là điểm thấp. Đá mà khô cằn lắm. Xếp hạng từ 20 ý là mọi người chắc chắn như hai mọi người đang phỏng đoán. Không, nói vậy luôn mà. Nói vậy mà. Anh Thành nói vậy mà. Bên em thì chưa có cái đấy, chưa không biết. Màu mỡ là điểm cao. Anh Thành bảo bọn em là mỡ thừa nên là dư thừa nên là vào phòng này. Không. Mỡ là điểm cao, mỡ là xếp hạng từ 1 cho đến 20. Ủa thế bên đấy các đội trưởng thì thành viên như nào rồi? Anh bọn anh thì cũng không quan tâm lắm tại vì bọn anh là đội trưởng. Đúng rồi. Anh bảo anh đang xem đội trưởng nào phù hợp với bọn anh. Ông đây bọn đang tính làm đội riêng luôn đấy chứ. Làm đội riêng luôn. Đội đảo hoang. Người, à? Đội người hoang từ team. Chối có khác ha. Mạnh miệng á. Mạnh miệng. Đội riêng luôn. Mới nãy mọi người kêu em chắc hát solo thôi. Chứ không được về nhóm nữa. Em là mình em hát thôi chứ không được vô nhóm. Có em anh, tức là có tối thiểu tối đa gì không ta? Có tối đa không? Thì 7 một team chỉ được 7 8 người. Một team 7, một team 8 đó. Thế là hai team 7 và hai team 8. Hai team 7. Vậy ví dụ mà một đội trưởng đã full rồi thì những người sau cũng chọn người đấy thì bị ra đảo thì hay hết, là ra đảo hết rồi. Thì ra đảo. Ra đảo rồi. Hết đúng không? Nếu đội nào full rồi thì ra đảo. Thế là thế nếu mà như thế là hiện tại là đội của Negip đang là nhiều nhất. Nhiều thành viên nhất đúng không? Như anh đang spoil. Pháp Kiều, Quang Hùng. Anh xong luôn là thêm hai người nữa Nicky. Rồi đó. Eric à, bên này là Nicky. Nicky và Eric. Thế là đang là 4 người rồi, chỉ còn 3 người nữa thôi. Hóa ra là sang bên đấy là còn thuyết phục đội trưởng. Bên anh em bảnh à? Anh em bảnh thật. Đúng rồi, bên anh em hơi bị bảnh. Thì thí dụ như này, thí dụ như là anh Song Luân bước vào đi, thí dụ anh không thích anh Song Luân, anh không muốn về anh Song Luân, anh sẽ đi ở đây. Anh đứng sau. Không nhưng mà anh ấy chọn anh luôn thì anh cũng không không được từ chối nữa rồi. Ừ nhưng mà mình có biểu cảm cho anh nhiều khi anh cũng bực. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, anh sẽ không chọn mình. Vâng, em nghĩ là cũng cố gắng đi. Thôi nhờ, mình đi làm một nhóm riêng thôi, 6 người đủ rồi. Đúng rồi. 6 người cũng đẹp rồi. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Vừa dự đoán thực sự luôn. Tặng anh chưa? Anh có biết là em nói xong rồi. Vừa nói xong. Vừa nói xong luôn á. Trời ơi. Lại đây với anh. Nhưng mà lại đây thôi, nhưng mà chúng ta khác nhau. Nhưng mà anh về đâu? Anh về đâu? Anh về đâu? Anh về đâu? Mọi người đoán xem. Anh về, anh xin về đội Hiếu hả? Không. Không. Anh Isaac. Isaac. Anh Isaac từ chối. Anh từ chối. Qua bên kia đi anh. Qua bên kia đi. Bọn anh bên này là từ chối đội trưởng. Em thông cảm giúp. Không, tại bên này là bắt buộc phải chọn đội trưởng. Thì thông cảm đi. Chứ không phải là đội trưởng chọn rồi mình từ chối. Bên này là bắt buộc là mình phải. Có gì em thông cảm giúp. Thông cảm, thông cảm. Tại bọn anh là từ chối đội trưởng. Đảo hoang luôn có chỗ dành cho anh. Quá buồn. Sao, chúng ta sao bên này toàn là mỏi hổn không vậy? Nè, 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 ngồi đây với anh. Vì hổn người ta mới từ chối mình đó anh. Thôi được rồi, tôi quyết tâm là bây giờ ai có chọn tôi cũng từ chối hết. Không được từ chối. Không được rồi, anh sang đây là anh không được từ chối nữa. Ngồi ở đây là ai chọn là phải chốt luôn đó, không có được từ chối. Ê, nhưng mà anh spoil tí là vừa nãy anh nói như nào mà anh nghe rất từ chối. Anh nói là dù không muốn lắm nhưng mà Isaac có thể chọn em được không? Trời ơi, em nói thật với anh luôn đấy. Được. Anh thích phong cách đấy. Anh thích cá tính đấy. Hèn chi là từ chối là đúng rồi. Ủa mà trước Ngân là có ai được chọn? Chọn vô ai? Trước Ngân hả? Trước Ngân là có anh Duy. Anh Duy về đội nào? Vô Song Luân. Ồ. Ê cái team đó vô cổ không vậy? Eric Đức Phúc cũng Song Luân. Ê team đó vô cổ không vậy? Ấy à, team nó mạnh á. Chắc về team đấy quá. Thế rồi trước em là với anh Sinh suy nghĩ lại không ta? Team nó mạnh đó. Thế thì anh Song Luân sắp full rồi đấy. Đúng không anh? Anh Song Luân là bên phòng. Là bên em 3 người rồi đó. Không, bên em chỉ chọn được 1 thôi. Rồi ai nữa anh Ngân? Bên em chỉ có mỗi anh Isaac là xuân sẻ nhất là chọn được 2 người thôi. À, Hiếu thứ hai cũng được 2. Hiếu thứ hai là chọn Jason với cả Huỳnh Hùng. Team của em có đi qua bên team anh luôn không vậy? Bên sỏi đá có qua bên màu mỡ đứng chung dưới đội luôn không? Không. À không à. Tôi nghĩ đoán coi ai. Bây giờ thì chắc chắn là Quang Trung. Quang Trung, đúng vậy. Cái nhóm 10 trên 10 phải vào đây hết. Trung ơi, vô đi em. Trung ơi. Phải không? Thiệt luôn rồi. Trung ơi vô đi em ơi, đừng có gì mắc cỡ hết.
Ủa chào mọi người. Trời ơi, người dân đảo mình đông hả? Ê, dễ đoán quá luôn á. Người dân đảo mình đông ha. 10 trên 10 là có. 10 trên 10 có gần 3 người rồi nè. 10 trên 10. Mình gặp lại nhau. 10 trên 10. 10 trên 10. Thôi mình gom lại thành một nhóm đi chứ không ai thèm tụi mình hết á. Khác nha, anh Tú là từ chối đội trưởng. Ủa vậy ha anh? Ừ. Anh có thế không vậy? Em có thế. Đội trưởng từ chối em. Anh kể đi, anh kể đi. Chọn ai vậy? Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai nói là giọng trầm nhiều rồi, cho nên là em nói giọng cao mà chẳng bị từ chối. Ủa cái này ghế này hay quá ha. À người ngồi ghế dương cứng hơn. Thôi anh ngồi gì được chấm mát. Hả? Trước anh là ai? Anh là ai á? Nhớ lại xíu đi. À, trước anh là có Quân AP với lại Hurricane. Là chọn Hiếu thứ hai, mà Hiếu thứ hai nhận hết hai người rồi, cho nên tới anh là ngay khúc sau là mấy bạn chọn hơi nhiều người rồi. Thôi tôi thấy nhiều đây người là chống lại bốn đội được luôn rồi, chứ không cần phải mấy người đó chọn. Cho tụi em làm một team đi. Hồi nãy có hỏi là đoán coi ai là người bị ra đảo tiếp theo, anh khẳng định là em. Tôi đoán người đầu tiên ra đảo sau anh Vũ Thịnh là Thái Ngân và Y Như Rằng luôn. Y Như Rằng luôn. Mà anh chọn ai? Lộn, người ai chọn anh mà anh từ chối vậy? Mới đâu là anh Sinh, lúc sau là anh Hiếu thứ, là Hiếu thứ hai. Chọn anh mà anh từ chối hết hả? Không, anh bên anh chỉ được từ chối một người thôi, là anh ra đảo. À, là anh Sinh vừa chạy vào. Bên bọn em là cái khác, bên bọn em là khác bên anh. Anh ngồi đây cho dễ này. Nhưng mà thích ngồi đây cho ấm mát. Ấm mát, ấm mát 10 trên 10 là điểm thấp. Ho nhưng mà thích bên này hơn nè. Với lại bên anh là điểm thấp, bên em là điểm cao. Thích được chọn không? Mình được chọn giá hơn á. Màu mỡ là điểm cao. Không ai chọn sao? Thì thôi. Nói chung là vậy đó. Thà đừng có chọn. Chứ đừng để tôi chọn người từ chối tôi. Ủa đảo mình có ai bán nước dừa không? Không có nha. Bán nước dừa không? Không có. Xin chào mừng các bạn đã đến với đảo hoang của chương trình Anh Trai Say Hi, và mình sẽ cùng review căn phòng này ha. À, hiện tại thì ở đây khá lạnh lẽo. Tại vì em review cho nên em mới đớt đó. Nói chung là không gian cũng hơi gọi là buồn đó, có một cái sự thất vọng. Nghe tiếng giống Kim Tuấn Kiệt quá vậy. Bài review thứ hai là R&B đó, chắc ít nhảy đó. Hả? Sao nói chuyện review từ phòng này qua phòng. Tại vì anh Sinh có tới chỗ em nói là anh xin lỗi em. Lần này anh định hình style pop rock, nhưng anh cần cái giọng nó gằn lên. Nói với em vậy đó, xong rồi anh đi lướt qua rồi tới chỗ em. Anh xin tới chỗ em đó. Anh xin tới em nhưng mà anh hết được. Rồi. Ê, có thêm Hùng vô đây nữa là bốn đứa mình thành 10 trên 10 lại. Hùng về Hiếu thứ hai rồi. Hùng vô rồi, Hùng về Hiếu thứ hai rồi. Jason, Hùng Huỳnh, Quân AB. Ai nữa? Hurricane. Cũng mạnh hay chưa? Đâu, đội anh Sinh mạnh nhất. Trời ơi, sao mà mấy người đang ngồi đây? Chính xác anh. Sao mà hả? Chính xác. Đúng rồi. Vâng. Đội anh Sinh, Captain nè, Đức Phúc, Eric. Ủa, đội anh Sinh còn ai về nữa? Em không quan tâm luôn. Những người ở đây hiện tại đang quá mạnh rồi, em chỉ muốn là mình lập thành một cái đội thôi. Đúng rồi, thôi cho tụi em đảo mà này một đội đi. Yeah. Trời ơi, còn có những diễn viên kịch ở đây nữa. Làm gì mà làm lại? Cái này là đóng bộ phim được rồi. Yeah. Mọi người không muốn tụi mình thành đội từ vì sợ tụi mình quá mạnh thôi. Làm sao mà họ địch lại mình? Mạnh ai lấy làm? Team mình có anh Ngân anh ạ. Team mình có anh Ngân đấy. Team mình có anh Ngân. Thì đó, có Ngân là được rồi. Vâng, đúng rồi. Không, biết sao không? Tụi mình có mặt bên đây là tụi mình nó màu mạnh ai để làm á. Tụi mình không hòa hợp được với người ta đó. Không hòa hợp với người ta tự nhiên em khều anh. Thì đúng rồi, anh nó mình là quá mạnh so với lại chương trình dự kiến, hiểu không? Chương trình không có kham nổi tài năng của chúng ta, cho nên đẩy chúng ta ra đây. Đúng rồi, mới nãy mấy bạn kêu là Ali làm solo đi chứ không có ai cho vô nhóm hết. Thôi, giờ sao? Cũng được. Chung với Ly thành song ca cũng được. Ừ, thôi nè, cảm ơn trời thương nhớ. Nói chứ mọi người thấy không, qua đây số 1 khả năng nhảy của Chung nó đã có phát triển rồi. Trời ơi, đừng có thương. Đừng cầm cờ trắng phất như người em không đầu hàng. Sao mà chống chéo quá vậy? Sao cầm Chung, cờ quá vậy? Chung, hả? Hai đứa mình là một đội đi. Quá mạnh rồi, ai mà làm lợi? Hai đứa mình vô làm một đội. Một người múa lửa, một người múa múa dầu, múa gì đó. Đó, bây giờ đốt cái vòng lửa tròn đi, xong từ xa tôi phóng lại như con sư tử nhảy qua vòng rồi, lửa vậy đó. Được. Tôi múa cột. Ê, ra đây 8 người đó chắc trong đó chắc là ok rồi đó, chắc không ai ra nữa đâu. Không, mấy đội trưởng bây giờ hả? Hả? Từ chối là kén cá chọn canh thôi. Xong hồi nữa vô đây chọn là tụi mình, tụi mình không chọn. Đúng vậy. Mình không có quyền không chọn. À, ủa? Mình nhất quyết mình không có quyền gì hết trơn á. Ừ. Kỳ vậy. Vòng chọn đội huyền thoại,
mở ra khái niệm về đảo hoang với những khoảnh khắc bích tim không thể nào quên xin được khép lại tại đây. Bé say hai hẹn gặp lại mọi người ở clip thờ Robot tiếp theo để vén màn bí mật sau những màn trình diễn để đời. Rock Việt 2024 chính thức phát sóng 20 giờ từ 21 tháng 9. Gì đấy? Ủa bây giờ anh là dealer luôn hả? Bán bài của anh trai luôn? Đúng rồi. Ví dụ như là Đức Phúc thích một bài của anh trai ở đấy thì mình ra mình mua luôn. Em thích bài của anh. Bài anh á? Anh cần có bài để mua ở đâu? Có. Không có. Chị Nhi bảo anh đăng để kho rất nhiều bài mà anh không ra. Không. Tại mình có bài ở đâu? Vớ vẩn. Em thích nhạc của Đinh Hiếp không? Hay là Dương Lưu Bích? Wow. Dương Lưu Bích ok không? Đó em thích là... Em sẵn sàng mua nhưng mà là phải hai bạn đi cùng sáng tác. Nhưng mà tính tiền một. Ok luôn. Không thì xin. Em là xin. Đúng như Hùng này cũng ok. Không nhờ? Đấy. Chứng kiến nhá. Hùng nói gì á? Tặng cho tôi một bài hát free. Không nói nhiều. Chốt. Hùng. Dương ơi, Hùng nó mới tặng anh một bài hát free, không biết ý em sao? Đấu với nhau đi, hai bài. Tặng một bài free luôn á. Tặng một bài free á. Rồi tới mày á, hai bài. Được, thì em nghĩ là Hùng tặng rồi, em tặng chưa đó. Em á? Ba bài. Bài. Wow. Trời ơi. Vậy thôi, các em tôi chỉ vậy thôi. Thế là thế thì mới chọn được có một bài thôi. Đây là bao nhiêu? Bao nhiêu demo? 5 demo, anh thích demo nào lấy đi. Wow. Vậy thôi. Lỡ hết 5 bài luôn lấy được 5 bài không? Ừ, anh lấy 5 bài. Sao Hurricane không thể nói gì Hurricane nhỉ? Chưa thấy Hurricane tiếng. Quay xong em qua nhà anh làm bài. Wow. Thương quá rồi. Tiền phí như nào em? Sao nó tình cảm đợi lâu quá vậy? Tình cảm không? Tình cảm đem chua rán thôi. Thấy chưa? Nghe gíp sao nhờ? Dạ. Gíp sao em? Anh tổng gì là em cho anh đó hết. Phúc phải em thấy anh kia chưa? Thôi thì em đang để anh ok để có thể em xin em một bài của anh. Xin một bài của anh á? Cứ một bài 500 triệu em. Em thích anh. Anh tặng anh phần bán lại cho anh nhiều quá vậy. Anh chia lại cho mày. Anh không. Em quyền. Anh chia lại cho mày. Anh lấy 10% thôi. Ở đâu anh chia hết, anh lấy 50 thôi. Anh chia hết cho mày. Quá. Ok nha Phúc nhá, có gì cứ nhớ anh, hiện tại đang là khoảng chục demo rồi. Em đã rời khỏi cuộc trò chuyện anh. Mà thật ra mấy anh em bây giờ làm việc còn nhóm nhất hết thì nó cũng đỡ, sẽ dễ hơn. Tất nhiên đâu vậy. Nhưng mà vẫn là đúng mà người phải có cái sự quyết đoán của mình. Oh.
anh thay đổi rồi, anh thay đổi rồi. Không phải thế, anh thay đổi rồi. Anh thay đổi rồi. Anh đeo len nữa hả? Không má. Em này. Em thấy không? Khi mà anh nó về với bản chất của anh rồi nó phải khác, em hiểu không? Anh vẫn thấy. Ê. Không hề tóc giả thưa quý vị, không hề. Làm giả nào. Đây, hôm nay bên mình thì may mắn là có anh Alan Walker đến cùng Việt Nam, đến anh Chelsea 2 để diễn. Thì bên cái Alan Walker thì Việt Nam mình cũng có bạn A. Nhưng đây mình có Atut. Đấy. Atut thì đi ô tô, chung đi bộ. Ở đây mình có một đội bảo vệ anh Alan để đi sang đây. Đây các bạn có thể xem. Anh Alan cử 4 người sang đây để bảo vệ anh Alan lên sân khấu. Quá cháy. Quá đã. Quá anh. Quá trời. Hơi quá rồi đó. Ủa, anh em concept thật luôn đấy. Anh em concept nhở. Xanh xanh này là kiểu gì? Dưới lòng biển à? Rêu rêu. Thằng anh nhá. Cho các bạn nhìn thấy. Một đội hình siêu nhân. Đấy. Siêu nhân gì thì không biết bởi vì là nó hỗn hợp quá. Là siêu nhân. Ờ. Đây, người săn cánh này. Quay. Đó. Siêu nhân hồng ở giữa kìa. Siêu nhân hồng. Siêu nhân xanh. Trông em không giống ai nữa hả? Siêu nhân cao. Nó giống chứ. Cuối một anh là Atut em quá là bữa. Atut cao. Rai đường ấy đúng không? Ừ. Hoa huyết. Hoa còn hoa huyết. Ô anh em bên này siêu cùng phong à? Không, bọn anh là những chiến binh Naruto. Trang thư điện và nhìn tóc anh cũng rất giống kiểu phim hay ở đấy ấy. Anh biết phim hay ở đấy không? Hãy đợi đấy ấy. Hãy đợi đấy. Anh biết phim đấy không? Có một cái tóc rất là giống anh. Ờ, xong rồi. Hoa xinh. Hay ở đấy. Ờ, nhưng mà tóc này là anh nhuộm hả anh? Anh không. Sâu. Anh không. Tự nhiên không mà. Tự nhiên đâu thế. Anh nhuộm đây, tự nhiên thế. Anh đuổi. Cái này của mình nó phải quay chân xuống, nó bằng tóc đạn. Vào show, kiến chơi ớt rồi lên. Yeah, blow
Soho City khi anh bước vào thành phố Bam Hurricane was in danger. Sẽ bắn ngang vào mấy vì sao Rihanna bay cao. Quá giờ có biết đường đâu mà quay về. Các ông đến chỉ để gửi lời chào, cũng có thể rời với một lời say bye. Họ nói là thành công còn xa, anh sẽ có nó ngay trên on top, nhanh đi gây thiệt hà cùng một đường xéo bay qua. Ước đi hả em không nên mai chớp, là từ bước lên trên đến đến mới biết là life star. Hey, we like star, I'm on trend như là E2K. Và anh đây win game mà chỉ cần đi hai boy. Sao kêu luôn trên top kể từ ngày khi hai ba for real. Với đôi nắm tóc rộng thân hào mười thước cao. Chờ mai chết mai chết cho thao sông gió. Nếu sẽ được xét vàng hay được nè từ gấm hoa. Chỉ cần được không muốn lại đứng hát. Mở mất cái đèn chưa có tín hiệu kìa. À coi đèn kiếp vô mẹ. Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.